Mecha vs DC là một con game tệ, chủ yếu là về mặt gameplay. Và đây cũng chính là phiên bản Mecha cuối cùng của Midway trước khi phải bán mình cho Warner Bros. Mặc cho game được đánh giá là tệ, nó đã mở ra được một công thức mới để làm cốt truyện Mecha và cả Injustice sau này của nhà NetherRealm Studio, sử dụng cắt cảnh để có thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh. Vậy, chúng ta hãy cùng đi qua chiếc tóm tắt cốt truyện Mecha vs DC này để xem Midway đã kể một câu chuyện như thế nào để mà các phiên bản sau phải học hỏi. Vào clip thôi. Ở đầu game, chúng ta chứng kiến cảnh Shao Kahn thất bại trong nỗ lực hợp nhất Earthrealm và Outworld. Trong lúc tập hợp lại các cánh tay phải là Pháp Sư Quan Chi, Raiden đã phải đối mặt trực tiếp với cả Shao Kahn. Quan Chi đã cố gắng chạy trốn, nhưng Shao Kahn đã dùng búa Warhammer của ông đánh sang một bên. Raiden bắn một tia sét vào Shao Kahn để đẩy hắn qua cổng dịch chuyển. Nhưng điều này lại làm cổng dịch chuyển bất ổn định và cuối cùng là phát nổ khi mà Shao Kahn còn đang ở bên trong. Sau đó, Raiden mang Quan Chi đến gặp các Elder God để trừng phạt. Và cùng lúc đó, ở Metropolis, ở vũ trụ DC, Superman vừa đánh bại Darkseid và đội quân Parademon của hắn. Darkseid đã cố gắng trốn thoát qua ống boom, trong khi Superman tranh cãi với Lex Luthor, kẻ đã hỗ trợ Darkseid xâm chiếm trái đất. Superman đã chặn hắn lại bằng cách sử dụng mắt laser, làm cho ống boom bị nhiễu và phát nổ khi mà Darkseid đang ở bên trong. Sau đó, anh đưa Luthor giao cho chính quyền. Ở trong vũ trụ Mortal Kombat, sau cuộc xâm lược, nhiều đồng đội của Liu Kang trong White Lotus và lực lượng Eldenia của Kitana bị biến mất không dấu vết. Hai người gặp nhau và gắn kết tình cảm, sau đó nói chuyện và cho rằng Lin Kuei hoặc Black Dragon có liên quan đến việc này. Tuy nhiên, khi Liu Kang bị Sub-Zero tấn công, anh phát hiện ra rằng Lin Kuei cũng bị thiệt hại. Sau khi cứu Sub-Zero khỏi Scorpion và giành được lòng tin của anh, Liu Kang chiến đấu với Scorpion đến khi cả hai đều bị ảnh hưởng bởi Combat Range và biến mất, thay thế bằng The Flash. Ban đầu anh nghĩ rằng đây là ảo giác của Shang Tsung, nhưng mà không, Liu Kang nhanh chóng nhận ra Flash là một chiến binh không hề liên quan gì đến thế giới của Mecha. Khi cố gắng phân tích Flash, Liu Kang phê pha trong Combat Range và bốc hơi. Điều này thúc đẩy Sonya Blade, người vừa liên lạc với anh trước đó, đi tìm anh. Sau khi đánh bại Baraka, Sonya nghi ngờ rằng Earthrealm đang phải đối mặt một cuộc xâm lược khác và quyết định báo tin cho Raiden tại đền thờ phụng Phan Sơn Tùng, Sky Temple. Tại đây, cô gặp Captain Marvel, người đang phê pha Combat Range. Khi mà thấy Captain Marvel giống với mô tả của Liu Kang về Flash, một người giống như ác quỷ đỏ với tia sét trên ngực, Sonya nghĩ rằng đây là người mà Liu Kang đã mặn nồng cùng. Cô đang cố gắng thẩm vấn đội trưởng Diệu Kỳ thì bị Green Lantern chặn họng. Raiden bắt đầu nghi ngờ rằng Earthrealm đang hợp nhất với một cõi khác và cho rằng Shao Kahn vẫn còn sống. Sonya và Zack đến trạm vũ trụ và tại đây, Zack có thể chế ngự không chỉ Captain Marvel và cả Wonder Woman. Sau khi giải thoát cho Sub-Zero, mặc dù hoàn toàn không tin tưởng nhưng họ vẫn cần sự trợ giúp của Sub-Zero và Bi-Han quyết định tìm kiếm Quan Chi để tìm câu trả lời, bởi anh tin rằng tên pháp sư đó chắc chắn đã biết điều gì đó liên quan đến mối nguy hại này. Anh thuyết phục Raiden và Raiden nói rằng cách tốt nhất để tìm Quan Chi đó chính là tìm Scorpion. Sub-Zero lần theo dấu của Scorpion đến Gotham City trước khi bị dịch chuyển đến NetherRealm, nơi mà Quan Chi bị trói trong cột đá khi mà đang bị trừng phạt bởi Elder God. Quan Chi lừa Sub-Zero và Scorpion đánh nhau để hắn có lợi thế sử dụng Combat Range và tự giải thoát. Sau đó, hắn đưa Sub-Zero trở lại với Raiden và bảo Scorpion đi tìm Kitana. Scorpion gặp Kitana khi mà cô đang bị ảnh hưởng bởi Range và tưởng anh là sát thủ của Darkhan. Dù vậy, anh vẫn đủ sức áp đảo Kitana để cho Quan Chi có thể điều khiển cô bằng phép thuật của mình. Sau khi gửi Shang Tsung, Scorpion và Baraka đi tiêu diệt Captain Marvel, Quan Chi mang Kitana đến đền của Raiden. Hắn sử dụng phần sức mạnh cuối cùng để chữa Range cho Kitana và giành được lòng tin từ Raiden. Tại đây, các chiến binh được biết từ Kitana và Quan Chi về việc Darkhan muốn hợp nhất hai cõi bởi sự kích thích của những cơn thịnh nộ Range, khiến cho các chiến binh yêu thương nhau nhiều hơn và thúc đẩy quá trình hợp nhất. Các lực lượng chính diện và phản diện quyết định hợp tác để loại bỏ Darkhan và lực lượng anh hùng và phản diện của DC. Để làm điều này, họ phải chia thành từng cặp đối thủ để hướng Range vào nhau. Ví dụ là Liu Kang phải làm việc cùng với Shang Tsung. Tuy nhiên, họ chỉ thành công một phần trong nhiệm vụ này. Zack thông báo rằng các lực lượng của Darkhan đã xâm nhập căn cứ của Special Forces và sử dụng công nghệ dịch chuyển, lo lắng rằng chúng đã đến Outworld và các chiến binh sẽ phải hợp nhất để đi đến đó, và nghĩ rằng nếu thất bại thì các cõi của họ sẽ bốc hơi hết. Không lâu sau khi Darkseid bị đánh bại bởi Superman, The Flash đang di chuyển giữa các thành phố để giúp chống lại tội phạm, trong khi cố gắng ngăn chặn đợt tấn công của Catwoman ở Gotham City. Anh đối đầu với Kano khi bị một cơn Range bí ẩn lấn át. Chuẩn bị kết liễu Kano một cách lạnh lùng thì Batman ngăn cản anh
đánh ngất Flash và đưa về Batcave để phân tích tình trạng của mình. Tuy nhiên, ngay tại đây, Flash bị dịch chuyển sang thế giới khác, thế giới của Mortal Kombat, và được thay thế bởi Scorpion. Kẻ tấn công Batman nghĩ rằng anh là Sub-Zero cải trang. Người rơi đánh bại bọ cạp và bắt đầu tiến hành một số thí nghiệm trên người hắn khi mà phát hiện ra có một hiện tượng bất thường tại trung tâm Gotham, tương tự hiện tượng mà Scorpion đã gây ra. Và tại đây, anh gặp Liu Kang, người đã tấn công anh vì nghĩ rằng anh là Sang Tsung. Sau khi đánh bại Liu Kang, Batman đưa nhà sư Shaolin đến trạm không gian Liên Hợp Quốc với sự trợ giúp của Green Lantern. Tuy nhiên, sau đó Raiden xuất hiện và đưa Liu Kang về. Từ trạm không gian, Batman thấy rằng trái đất đang hợp nhất với thế giới khác. Và vì Batman không thấy Superman ở đâu cả, nên anh đã phải nhờ Wonder Woman giúp đỡ. Wonder Woman tìm kiếm Superman ở Metropolis, nhưng thay vào đó lại gặp Kitana, người đang trong cơn hoảng loạn và nhắc đến một thực thể mà cô nghĩ là đã bị tiêu diệt nhưng nay đã trở lại trong trạng thái mạnh mẽ hơn. Wonder Woman nghĩ rằng Kitana đang nói về Darkseid nên cố gắng tìm hiểu thêm. Nhưng mà Kitana trở nên thù địch, đánh nhau với Wonder Woman và cuối cùng bỏ chạy sau khi bị đánh bại. Wonder Woman quyết định điều tra ở pháo đài cô độc và tìm thấy Superman đang bị đóng băng bởi Sub-Zero. Cô yêu thương thằng Link Quay, khoái lang sướng quá mà ngất đi. Sau đó, cô giải cứu Superman. Superman giải thích rằng sức mạnh của anh dường như đang bị cạn kiệt. Và sau khi nghe Wonder Woman giải thích, anh lo ngại rằng Darkseid có thể đang trở lại. Wonder Woman sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ đen lông xanh, Captain Marvel trong cơn thịnh nộ đã tấn công và dường như đã gần giết chết Green Lantern. Nhưng thực ra thì anh chỉ bị dịch chuyển đến thành tinh hoa, nơi mà các vệ binh vũ trụ giải thích cho anh về cuộc khủng hoảng mà họ cho rằng là họ phải hợp tác để ngăn chặn mối đe dọa. Sau khi hồi phục từ cơn Range, Captain Marvel tìm đến Shazam, người đã giải thích về Dark Khan và nói rằng nếu mà hắn không bị tiêu diệt thì cả trái đất và thế giới xâm lược đều bị hủy diệt sau khi đụng độ với Sang Tsung, kẻ mà ép anh chiến đấu với Scorpion, Baraka và bản thân hắn. Captain Marvel đã phải đánh bại cả ba và gặp Superman, Lex Luthor và Catwoman và giải thích tình hình, cho rằng nếu Dark Khan là năng lượng của Darkseid thì có khả năng cao là hắn đang ở Apocalypse. Luthor cử Deathstroke và Joker đến cổng dịch chuyển mà hắn và Catwoman từng sử dụng để đến OA, chắc chắn rằng nó cũng sẽ đưa họ đến Apocalypse. Trong nhiệm vụ, Joker bị ảnh hưởng quá mạnh bởi quá trình hợp nhất và gia tăng sức mạnh. Gã hề điên đã bỏ cái nhiệm vụ này để đối đầu với Batman. May mắn thay, Luthor chỉ gửi Deathstroke và Joker để làm mồi nhử. Hắn và Catwoman cuối cùng cũng đã tìm thấy được cổng dịch chuyển thực sự tại căn cứ của Special Force. Luthor đánh bại Jax khi mà anh đã cố ngăn cản. Sau đó, Flash bị ảnh hưởng nặng bởi Range, người mà đã đánh bại Catwoman. Các anh hùng và ác nhân của DC đều tập hợp lại, dù tất cả đều bị ảnh hưởng bởi Range, nhưng mà họ biết họ phải mạo hiểm và tiến vào cổng để đến Apocalypse. Các chiến binh Mortal Kombat và anh hùng DC đã đến và phát hiện ra Outworld và Apocalypse đã bị phá hủy. Họ đối mặt với nhau và chuẩn bị cho một trận đấu. Thì Dark Khan xuất hiện và làm cho tất cả bị nhiễm Combat Range, buộc họ phải chiến đấu cho đến chết. Sau một trận chiến dài và khốc liệt, chỉ còn lại một nhóm nhỏ ở mỗi phe. Raiden và Superman bị cơn Range chi phối, trút cơn giận lên Sang Tsung và Lex Luthor. Tuy nhiên, với sự can thiệp của Liu Kang và Batman, họ đã vượt qua được cơn Range và tiến đến phòng ngai của Dark Khan. Tại đây, Dark Khan buộc hai phe phải đối đầu nhau thêm lần nữa khi họ cố gắng đối đầu trực diện với Dark Khan, nhưng không thành công vì hắn quá mạnh. Raiden và Superman nhận ra rằng họ đang đứng trên cùng một chiến tuyến và họ có thể vượt qua cơn Range và cùng nhau kết hợp lại chiến đấu chống lại Dark Khan, nhằm đến việc chuyển hóa năng lượng của chính hắn để chống lại hắn. Cuối cùng thì cả hai phối hợp và đánh bại Dark Khan, khiến hắn nổ tung, kaboom. Với sự sụp đổ của Dark Khan, vũ trụ của Mortal Kombat và DC lại được tách ra. Các cư dân của mỗi thế giới trở về nơi mà họ thuộc về và các cõi cũng được hồi phục. Tuy nhiên, Shao Kahn và Darkseid dù đã bị tách rời, đã đổi cõi cho nhau và bị mất hết sức mạnh. Shao Kahn thì bị giam trong Phantom Zone, và trong khi đó Darkseid thì bị đày xuống Netherrealm.